Tử vi về ngày mới, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về ngày mới hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt Kiến thức tử vi chúng tôi xin gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Tử vi xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên, gia đạo của 12 con giáp trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022 về dương lịch để đón nhận vận trình ngày mới của mình. Về công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên của 12 con giáp trong tháng 3 này ra sao? Con giáp nào gặp được những điều may mắn nhất và những con giáp nào phải đối diện với những điều xui xẻo nhất trong vận trình ngày mới của mình? Về công danh, sự nghiệp, tài lộc sẽ biến động ra sao và những con giáp này phải làm những điều gì để có một tháng mới tốt lành và hanh thông hơn? Thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi về vận mệnh và tài lộc, tình duyên và gia đạo của 12 con giáp trong tháng 3 năm 2022 về dương lịch. Thứ nhất là xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Tý trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Thì theo tử vi trong tháng 3 của 12 con giáp trên phương diện về sự nghiệp là do có nguyệt lệnh lâm đất vượng nâng đỡ nên bản mệnh sẽ tìm được những cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến cho lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Còn trên phương diện làm ăn thì bạn cũng trở nên năng động hơn trước thời cuộc, nhờ vậy mà đã tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Thứ nhất là xem vận mệnh và tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Tý trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Thì theo tử vi trong tháng 3 của 12 con giáp trên phương diện sự nghiệp là do có nguyệt lệnh lâm đất vượng nâng đỡ nên bản mệnh tìm được những cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến cho lãnh đạo cùng đồng nghiệp đều phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Còn trên phương diện làm ăn thì bạn cũng trở nên năng động hơn trước thời cuộc, nhờ vậy mà đã tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Bởi dịch mã cho thấy bản mệnh càng xông xáo, sẵn sàng thử thách bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu. Và con giáp này cũng đừng nên ngại ngần khi mà cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mắt. Còn chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực với ngũ hành tương sinh giúp cho bạn xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Vì vậy hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc, tìm hiểu thêm về đối phương, gia đạo sẽ hài hòa, cũng giúp cho những người có đôi có cặp thêm động lực trong cuộc sống. Còn về tình cảm thì với nhân duyên của người tuổi này cũng rất tốt đẹp, nhờ là có đào hoa chiếu mệnh nên người độc thân đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp. Và các bạn thân mến, về thứ hai là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Sửu trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Theo tử vi hàng tháng cho thấy đối với Sửu là không phải gặp quá nhiều biến động nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện về sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên với chuyện tình cảm thì có thể được đón tin mừng. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm đất suy nên bản mệnh có vẻ không thực sự tập trung vào công việc của mình. Nhiều người tỏ ra là an phận, không muốn cố gắng quá nhiều để đạt được những thành tích cao hơn. Còn trên phương diện tài lộc thì có vẻ như bạn cần phải tìm một con đường mới để phát triển những việc làm ăn hay đầu tư. Không thể đi mãi theo một lối mòn suốt bấy lâu và bạn chớ nên an phận thủ thường mà cần phải nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, dù có vất vả nhưng cũng chớ nên bỏ cuộc. Và trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cần phải xác định đúng hướng đi cho chính mình. Rất may mắn là trong chuyện tình cảm là do có thiên diêu phù trợ nên vận đào hoa của con giáp này có cơ hội nở rộ. Bạn đã thể hiện được những điểm độc đáo trong việc tính cách của mình, lại thêm bản tính hài hòa và cởi mở, biết chăm sóc ngoại hình nên có thể là thu hút ánh mắt của không ít những đối tượng khác giới.
Và các bạn thân mến, về thứ ba là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dần trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Theo tử vi hàng tháng của 12 con giáp chỉ ra rằng thấy người tuổi Dần về bản mệnh có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới. Với mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc rất đáng kể, và điều này cũng nhắc nhở là bạn cần phải chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm. Dưới tác động sự tiêu cực của nguyệt lệnh lâm đất bệnh nên bạn phải thường xuyên lo âu, bôn ba vất vả, song kết quả sẽ khó có thể là được như ý muốn. Vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt những nhiệm vụ của mình. Còn với chuyện làm ăn kinh doanh thì dường như là bị dậm chân tại chỗ, bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc những vấn đề thì rất dễ rơi vào cái bẫy răng sẵn khiến cho tiền bạc của bạn bị hao tổn. Còn với chuyện tình duyên thì chưa có những điểm sáng đáng kể và bạn đã dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc. Lại thêm bệnh tật khiến cho sức khỏe xuống dốc nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương. Và các bạn thân mến, về thứ tư là xem tử vi về đường vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mão trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Theo tử vi trong tháng mới thì với khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão, rất nhiều cơ hội nó xuất hiện trước mắt, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và sự tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Với cục diện tam hội đã giúp cho sự nghiệp cũng như là tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân, đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn cho mình. Hãy quyết tâm theo đuổi điều mình mong muốn, đừng sợ hãi thất bại hoặc là lo lắng mình không có đủ năng lực. Và đã trải qua những khó khăn thử thách thì bạn sẽ trưởng thành hơn mà thôi. Với người làm ăn kinh doanh thì trong công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi mà các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều phát triển tốt đẹp. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh nên gặp khó khăn được giúp sức, lại được giới thiệu thêm những cơ hội làm ăn triển vọng. Vì vậy, hãy chăm chỉ làm việc, ắt sẽ nhận được những kết quả xứng đáng. Bởi vì có bách việt chủ đào hoa, nó đem đến nhiều tin vui, tình cảm cho người tuổi này. Đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân thì bách việt chủ đào hoa sẽ đem đến nhiều tin vui, tình cảm cho Mão. Đặc biệt là nếu bạn vẫn còn độc thân. Về thứ năm là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Thìn trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Theo tử vi của 12 con giáp dự báo rằng trong công việc thì chiếm chủ yếu các mối quan tâm của người tuổi Thìn trong tháng. Với khối lượng công việc ngày càng tăng, nó kèm theo đó là áp lực tiến độ chất lượng và nó làm ảnh hưởng không nhỏ về mặt tinh thần của con giáp này. Với những tương hại cũng nhắc nhở là cần phải tính toán thận trọng hơn, để ý đến các con số ở trong hợp đồng, tránh sai sót, nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra để đền bù. Với những hạng mục ở quy mô lớn hay là giàu tính mạo hiểm, có thể không quá thích hợp trong tháng này. Vì thế bạn chớ nên đâm đầu mù quáng kẻo tiền mất tật mang. Khi bước sang tháng Quý Mão thì nó ảnh hưởng từ hại thái tuế, sẽ tác động khá mạnh đến phương diện tình cảm với các mối quan hệ của người tuổi Thìn. Do đó dù đã kết hôn hay còn độc thân thì bản mệnh cần phải hết sức lưu ý, bởi áp lực công việc rất lớn, trong cuộc sống còn nhiều nỗi lo cũng là nguyên nhân chính khiến cho sức khỏe của người tuổi này lao dốc. Bạn có thể gặp một số triệu chứng rất khó chịu ở trong cơ thể. Và các bạn thân mến, về thứ sáu là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Tỵ trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Trong tháng này có nguyệt lệnh lâm đất, nó dự báo đây sẽ là một tháng để người tuổi Tỵ xác lập lại do những kế hoạch dài hơi của mình cả năm nay. Và bản mệnh vốn là người có tham vọng nhưng
đôi khi làm việc khá bản năng, làm đến đâu hay đến đó, không có một kế hoạch cụ thể hay là hệ thống rõ ràng về những việc mình cần thực hiện trong tháng, là có chính tài đứng bóng sẽ mang đến cho tị những đường tài vận khá sáng, và mọi thứ chỉ cần tiến hành tuần tự nắm chắc an toàn, cộng với chỉ số thông minh thì tiền sẽ đổ về túi con giáp này nhiều. Tuy nhiên là tài khí khá bấp bênh là do chịu cả tác động từ hung tinh thiên cẩu, tiền kiếm được phút trước có thể là bị hao tán ngay phút sau, vậy đòi hỏi bản mệnh phải tính toán và giữ tiền cẩn thận. Với sự xuất hiện của thiên cẩu hung tinh, nó mang đến điềm báo xui xẻo về tai nạn có thể xảy ra bất ngờ. Với những ai thường xuyên phải di chuyển đi xa, hãy cẩn trọng khi mà tham gia giao thông, cần phải tuân thủ luật lệ, đã uống bia rượu thì không nên lái xe để tránh gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác và chính mình. Về thứ bảy là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi ngọ trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Trong tháng này dự báo là có cục diện tương phá thái tuế nó xuất hiện trong vận trình tháng mới của người tuổi ngọ. Nó cảnh báo đây sẽ là một tháng nhiều vất vả, rất chuyên chuyên đối với con giáp này, bởi vì nguyệt lệnh lâm đất tuyệt trong công việc đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khiến cho bạn có thể trở tay không kịp bởi vì hung khí rất tăng mạnh. Về vận tiểu nhân trong tháng là khá vượng, vì vậy làm gì cũng có cảm giác khó thành khi liên tục bị cản trở, muốn ổn định làm việc tốt của mình cũng không xong. Bởi vì thiên tài nó báo hiệu ngoài nguồn thu nhập chính, bạn còn có thêm nguồn thu phụ chủ yếu, nó đến từ nghề tay trái hay những việc kinh doanh buôn bán. Với những khoản thu nhập này cũng giúp cho bạn yên tâm phần nào khi mà đủ tiền để trang trải cuộc sống thường ngày. Với đường tình duyên của bản mệnh thì không sáng, thậm chí có nhiều nguy cơ bị rạn nứt là do tương phá tác động. Đó có thể là những vết rạn nứt đã xuất hiện từ lâu nhưng nay mới thực sự hiện diện rõ ràng. Còn về sức khỏe của ngọ trong tháng này có dấu hiệu bị giảm sút là do bạn suy nghĩ quá nhiều, luôn mải mê với công việc. Nếu không sớm điều chỉnh giữa công việc và nghỉ ngơi thì bạn có thể sẽ gặp nhiều tình trạng bất lợi về sức khỏe. Về thứ 8 là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mùi trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Thì theo tử vi hàng tháng của 12 con giáp dự báo, với Mùi có thể hoàn toàn yên tâm về vận trình trong tháng mới là nhờ vào sự xuất hiện của cục diện tam hợp, nên công việc trong tháng hầu hết tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Trong tháng này bạn có quý nhân phù trợ, với những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời, với những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp hơn cho Mùi. Với tin vui là bán hợp thái tuế cũng giúp cho tài vận của Mùi chuyển biến tích cực và có những bước tiến đột phá trong tháng Quý Mão này. Theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc khởi sắc hơn bởi chính tài tăng nhẹ. Còn người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Còn với những năng lực mà bạn đang thể hiện thì bạn hoàn toàn có cơ sở mạnh dạn đưa ra đề xuất mức tăng lương cho xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Còn về đường sức khỏe của Mùi trong tháng khó ổn định, gần như là không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại. Về thứ 9 là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thân trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Theo tử vi vận thế cho thấy là nguyệt lệnh lâm đất tử khiến cho công việc trong tháng có phần ảm đạm. Lúc này thì nếu bạn không tập trung vào và nghiêm túc thì rất dễ phạm sai lầm, để lại những hậu quả không dễ gì giải quyết, nhất là những việc liên quan đến thủ tục giấy tờ hành chính, nhiều khi đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, hao công tổn sức. Trong tháng này thì không có tài tinh chiếu mệnh nên tình hình tài chính của Thân cũng chỉ ở mức bình ổn, không có quá nhiều biến động, bởi chính tài chứng lại chưa thấy dấu hiệu tăng và may mắn là thứ tài có chút khởi sắc. Về đường kinh doanh buôn bán hay đầu tư cũng có thể thu lợi nhưng không nhiều. Bạn vẫn nên phải lên kế hoạch chi tiết chi tiêu từng giai đoạn để hạn chế những sai lầm.
Còn về chuyện tình cảm thì đây không phải là tháng may mắn về nhân duyên của thân, bởi nguyệt lệnh lâm đất tử khiến cho bạn trở nên đa sầu, đa cảm, rất dễ suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến chuyện muộn phiền nhưng khó chia sẻ với người khác. Về thứ 10 là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dậu trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Khi bước sang tháng Quý Mão thì người tuổi Dậu bị cục diện tương xung nó khắc chế, rất khó phát huy năng lực như mong muốn, lại thường vướng phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống, nên khó khăn chồng chất những khó khăn. Còn trên phương diện tài lộc cũng là một nỗi lo không nhỏ của người tuổi Dậu ở trong tháng này. Với nguồn thu chính nó chững lại, trong khi đó thì hầu như là không có nguồn thu phụ, với mọi chi phí trong tháng đều phụ thuộc vào đồng lương chính và những tinh thần làm việc thì thiếu tập trung, lại bị chi phối bởi rất nhiều chuyện bên lề cũng như là ảnh hưởng sức khỏe, khiến cho người này khó tập trung làm tốt mọi việc. Con giáp này trong tháng phải đối đầu với cục diện tương xung thái tuế, lại thêm ngũ hành trong tháng xung khắc, nên vận trình tình cảm có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng. Giữa các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu thì xuất hiện một vài mâu thuẫn trục trặc vì đủ chuyện không đâu, còn những cuộc tranh cãi mâu thuẫn nó nổ ra liên miên, nó bào mòn sự kiên nhẫn của đôi bên, có thể là đổ vỡ hoàn toàn. Bởi là nguyệt lệnh lâm đất bệnh trong tháng này không chỉ là ảnh hưởng đến thể chất mà cả tinh thần của người tuổi Dậu cũng trở nên bất an. Về 11 là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Tuất trong tháng 3 năm Nhâm Dần 2022. Theo tử vi trong tháng mới nói rằng bởi cục diện lục hợp nó che chở nên vận trình công danh của Tuất trong tháng Quý Mão của năm Nhâm Dần rất nhiều điểm sáng. Tuy cũng có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ở một vị trí vốn có của nó. Có nỗ lực thì có thành quả thu về. Bởi nguyệt lệnh lâm đất suy cũng dẫn đến việc kiếm tiền trở nên bấp bênh, dù có cơ hội nhưng khó tận dụng trọn vẹn, tiền vào túi rồi lại ra một cách cũng rất dễ dàng. Bởi trong tháng này tốt hơn hết là bạn nên tập trung vào công việc chính, còn những việc ngoài luồng có thể là đá đưa nhưng đừng quá chú trọng nhiều. Có câu một nghề thì chín còn hơn chín nghề, dồn tinh lực cho một việc sẽ thành công hơn là ôm đồm quá nhiều việc trong một lúc. Còn về phương diện tình duyên, đây là một tháng bình ổn về mặt tình cảm đối với người tuổi Tuất đã có đôi có cặp. Nhiều vấn đề là phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống khiến cho tinh thần tuổi này dễ chán nản, đôi khi cũng có phần thiếu kiên định trong chuyện tình cảm. Còn về sức khỏe thì trên phương diện của Tuất cũng không được chủ quan trong tháng này, bởi vì Mão Mộc khắc Tuất Thổ nên sức khỏe bị suy giảm và bệnh cũ rất dễ tái phát, nên bạn cần phải cân bằng thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Về 12 là xem tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Hợi trong tháng 3 của năm Nhâm Dần 2022. Theo tử vi hàng tháng, nhờ vào gặp được cả tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm đất vượng nên rất có lợi cho sự việc phát triển của người tuổi Hợi. Bởi vận xui xẻo trước kia đã bị tan biến, thay vào đó là vận may và niềm vui của Hợi với những cát khí trong tháng giúp cho bạn khai thông rất nhiều về dự án trì trệ hoặc bế tắc, tưởng như đi vào ngõ cụt, và việc lớn việc nhỏ đều đạt được những kết quả ưng ý. Bản mệnh gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, rất bỏ công bao ngày phấn đấu và chờ đợi, cũng nhờ vậy mà danh tiếng và tiền bạc của Hợi cũng tăng lên trong tháng này rất nhanh chóng. Khi bước sang tháng Quý Mão thì người tuổi Hợi vừa được tam hợp cục trợ mệnh, lại thêm ngũ hành tương sinh che chở, nên vận trình tình cảm ngày càng hương vượng, đào hoa khoe sắc rực rỡ. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập, vì vậy mà đường sức khỏe của Hợi cũng có thể là gặp một vài vấn đề bất lợi nếu không được chăm sóc cẩn thận, thì những trường hợp xấu có thể phải hao tốn tiền của vì sức khỏe. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn
có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất